môn biết chúng sinh tưởng bất khả thuyết bất khả thuyết môn thời kiếp khác biệt bất khả thuyết bất khả thuyết môn biết thế giới thành hoại bất khả thuyết bất khả thuyết môn biết các cõi phật úp ngửa bất khả thuyết bất khả thuyết ở trong một niệm đều biết như thật khi nhập vào như vậy, không có bờ mé, không có cùng tận, không mỏi, không nhàm, không dứt, không ngừng, không thối lùi, không mất. Ở trong các pháp, chẳng trụ phi xứ, luôn tư duy chân chánh, không trầm, không cử, cầu nhất thiết trí, thường không lùi bỏ. Vì tất cả cõi Phật đèn chiếu sáng thế gian, chuyển bất khả thuyết, bất khả thuyết, bánh xe Pháp dùng diệu biện tài thưa hỏi như lai like không khi nào cùng tận, thị hiện thành Phật đạo không có bờ mé, điều phục chúng sinh luôn không xả bỏ, thường xuyên tu tập hạnh nguyện phổ hiền chưa từng ngừng nghỉ, thị hiện bất khả thuyết, bất khả thuyết, thân xác tướng không có đoạn tuyệt. Tại sao? Ví như đốt lửa theo duyên đã có thì trong lúc đó lửa cháy không ngừng. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, quan sát chúng sinh giới, pháp giới, thế giới giống như hư không chẳng có bờ mé, cho đến có thể ở trong khoảng một niệm, đến chỗ chư Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật, ở chỗ mỗi vị Phật vào bất khả thuyết, bất khả thuyết nhất thiết trí đủ thứ pháp khác biệt, khiến cho bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi chúng sinh xuất ra vì đạo, siêng tu căn lành, rốt giáo thanh tịnh, khiến cho bất khả thuyết bất khả thuyết Bồ Tát chưa quyết định nơi hạnh nguyện phổ hiền được quyết định an trụ môn trí huệ phổ hiền dùng vô lượng phương tiện vào bất khả thuyết bất khả thuyết ba đời kiếp thành trụ hoại rộng lớn khác biệt nơi bất khả thuyết bất khả thuyết cảnh giới thế gian thành trụ hoại khác biệt sinh khỏi bấy nhiêu đại bi đại nguyện điều phục vô lượng tất cả chúng sinh đều khiến không xót thừa Tại sao? Vì Đại Bồ Tát này muốn độ thoát tất cả chúng sinh tu hạnh phổ hiền, sinh trí huệ phổ hiền, đầy đủ hết thảy hạnh nguyện phổ hiền. Do vậy, các Bồ Tát phải ở nơi giống loại như vậy, cảnh giới như vậy, oai đức như vậy, rộng lớn như vậy vô lượng như vậy không thể nghĩ bàn như vậy chiếu sáng khắp như vậy tất cả chư phật hiện tiền trụ như vậy được tất cả như lai hộ niệm như vậy thành tựu căn lành thuở xưa như vậy trong tam muội tâm vô ngại chẳng động như vậy riêng năng tu tập lìa các nhiệt não chẳng có mỏi nhàm tâm chẳng thối truyền lập trí thâm sâu dũng mãnh chẳng sợ tùy thuận cảnh giới tam muội vào trí địa khó nghĩ bàn chẳng nương văn tự chẳng chấp thế gian chẳng thủ lấy các pháp chẳng khởi phân biệt chẳng nhiễm trước việc đời chẳng phân biệt cảnh giới